người đến đây ngày chung vui ngày hôm nay muốn lên và mình sẽ celebrate New Year thật là vui nha. Rồi, bạn Tấn. Dạ, Happy New Year to everyone và cảm ơn tất cả bạn lên cũng như là khách hàng quý thân quý mến tới đây ngày hôm nay quá vui đi. Và tất cả nhân viên của đài, và đây là một cái sự hạnh rất là vinh hạnh của Vicao TV ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị. Dạ vâng, rồi bây giờ thì mình có pháo chú pháo mà. Có pháo.